Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Nay tiếp tục lên cho các bác hiểu cái giò lan này, giá nó hợp lý thôi. Mã số 1 này các bác này, đây là một cái giò kiểu siêu tím nhá, hoa cực kỳ tím nhá. Đấy. Cái này thì em cũng phải nói rõ luôn, đây nó là hàng giống nhá. Nó là hàng giống, cây nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó không được cao đâu. Đấy, về các bác làm giống, cái quan trọng là nó mặt hoa của nó cực kỳ tím nha các bác nhá. Mã số 1 của em có giá là 180.000. 180.000 nha các bác nhá, cho mã số 1. Mã số 2 này các bạn, mã số 2 thì cây nó cao to hơn một chút nhá. Đấy. Mã số 2 của em có giá là 200.000. 200.000 cho mã số 2, hoa cực kỳ tím các bác cứ yên tâm, riêng cái dòng này. 200.000 cho mã số 2 kiểu siêu tím. Đấy, nó như này nhá các bác nhá. Về các bác khi nó nở hoa cái chủ yếu là chọn cây chọn giống cho nó ba. Mã số 3 này. Mã số 3 đây là một chậu kiều tím yên tử nhá. Cái này tím yên tử. Đấy. Đẹp long lanh như này. Mã số 3 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 3. Đấy, tím yên tử. Mã số 4 này, một giò ý ngọc này các bác này. Mã số 4 của em có giá là 150.000 nhé. 150.000 cho mã số 4. 5 cây trắng ý ngọc đấy, 5 cây trắng họng tím. Hoa của ý ngọc này rất là đẹp. Mã số 5 này, một giò hạc vĩ Lai Châu này các bác này. Mã số 5 của em có giá là 250.000 nhé. 250.000 cho mã số 5. 250.000 cho mã số 5. Mã số 6 này các bác này, vẫn là hạc vĩ này. Đấy. Thế này thì em ốp trên cái giớn này nha các bác nhá. Ốp trên cái giớn này. Mã số 6 nhá. Mã số 6. Đấy, một giò hạc vĩ như này. Cũng 250.000. Cũng 250.000. Cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò tam ở sắc cực kỳ chất lượng nhé, đỉnh cao của chất lượng luôn. Mã số 6 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 6. Toàn cây xếp đẹp, chất lượng cao luôn các bác nhé. 350.000 cho mã số 6. Tam ở sắc nhé các bác nhé. Mã số 6 tam ở sắc. Mã số 7 này các bác này, vẫn là tam bảo sắc này, cây rất là đẹp này. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Hàng này nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cây chất lượng cao. Mã số 7 tam bảo sắc em có giá là 200.000. 200.000 cho mã số 7 nhá. Đấy, cây nó như này các bác nhá. Đây, cây xếp đã đời. 200.000 cho mã số 7. Mã số 8 này, giò chồn như này nhá. Mã số 8 của em có giá là 160.000. 4 cây chồn nhỉ, 160.000 nha các bác nhé. Cho mã số 8. Đấy, người chồn. Mã số 9 này các bác này, một tác phẩm như này nhá. Nguyên bản từ rừng nhá, dân người ta chặt về người ta trồng nhá. Mã số 9 của em có giá là 500.000 nhá. 500.000 cho mã số 9, nguyên bản từ rừng. Đấy, nguyên bản này các bác này. 500.000 cho mã số 9. Nuôi chồn Lai Châu.
Mã số 10 này tôi trồn tiếp này các bác này. Như này nhá. Mã số 10 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 10. Một giò đuôi chồn, cái này thì cũng tương đối nhiều cây, không ít đâu các bạn. Em đếm cả nhỏ nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. Đấy. 250.000 các bạn nhé. Tiếp theo này các bạn này, mã số 11 này, ba thân nu lồi đỉnh cao của chất lượng luôn các bạn này. Đẹp chưa? Đấy, ba thân như này nhá. To mập đẹp này, cái dòng này thì hoa Tết này. Đặc biệt là nó rất là sai hoa nhá. Chỉ cần cái này chỉ cần một cái thân nó nở thì nó đã rực rỡ, đây nó ba thân nhá. Mã số 11. Đẹp như này nhá, của em có giá là 500.000. 500.000 cho mã số 11. Cái này là hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi hoa Tết. Dòng này thì giá nó hơi cao một chút các bạn. Mã số 12 này, một cây nhạn 4N này. Đấy, xếp rụt rịt nhá. Mã số 12 của em có giá là 650.000. 650.000 cho mã số 12 nhạn 4N. Mã số 13 này các bạn này, một giò cáo này. Như này nhá. 1 2 3 4 5 6 cây. Mã số 13 của em có giá là 650.000 nhá. 650.000 cho mã số 13. Đấy, cáo nhá, cáo chuẩn rừng Lai Châu nhá. Mã số 14 này, một giò kiều tím miền Trung đỉnh cao của chất lượng luôn. Rất là đẹp. Thân có lá rất là nhiều nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 thân có lá. Đấy. Đẹp chưa các bác? Mã số 14 của em có giá là 900.000 nhá. 900.000 bán cho các bác giá rất là hợp lý luôn, riêng một cái giò kiều tím miền Trung như này. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý. Ngày trước em nói các bác cách đây nó khoảng tầm 2 3 năm một giò này nó không có dưới 2 triệu đâu. 900.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bạn này. Đấy, một cặp cửu bảo tiên nhá, 350.000. 350.000 cho mã số 15 cửu bảo tiên. Mã số 16 này, ba cây cáo xếp này. Mã số 16 của em có giá là 300.000 nhé. 300.000 cho mã số 16, ba cây cáo xếp rất là đẹp. 300.000 cho mã số 16 nhé các bác nhé. Mã số 17 này, tím yên tử. Cái này tím yên tử này các bác này, cái này thì bảo hành mặt hoa cho các bác cực kỳ đẹp nhé, tím đẹp nhé. Mã số 17 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 17 tím yên tử. Mã số 18 này các bác này, trầm rừng Điện Biên này. Đấy. Mã số 18 của em có giá là 250.000. Cái này trầm rừng nhé các bác, trầm rừng thì giá nó hơi cao một chút nhé. Đấy. Dòng này hoa cực kỳ tím và thơm. 250.000 cho mã số 18. Thân thủ nó to, nó mập, đẹp các bạn ạ. Mã số 19 này. Cái này thì nó nhiều thân hơn một chút nhé. Toàn thân đẹp thôi các bạn này. Này. Đấy. Mã số 19 của em có giá là 260.000. 260.000. Hoa cực kỳ thơm, tím đẹp. Cho mã số 19. Mã số 20 này các bạn này. Một giò kiều mỡ gà này. Đẹp chưa? 300.000. 300.000 cho mã số 20.
Mã số 21 này các bác này. Các bác nhìn ba thân hạt vĩ lá mít đẹp chưa này. Mã số 21 nha các bác nha. Ba thân đẹp long lanh luôn, với cả mấy thân nhỏ nhỏ này. Đấy. Ba thân nhỏ nữa này. Mã số 21 thì em có giá là 180.000. Đẹp chưa các bác này. Đấy, ngọn cũng còn đang đi nhá. 180.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này. Một giò gà trắng đẹp chưa? Đỉnh cao của chất lượng luôn nhá. Rất là nhiều thân luôn. Cực kỳ đẹp. Riêng cái dòng gà này thì chất lượng cao luôn. Mã số 22 của em có giá là 550.000 nha. 550.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này. Một giò này thì đỉnh cao hơn này các bác này. Đấy. Mã số 23. Thân thủ thân hoa giấy đặc luôn. 580.000. 580.000 cho mã số 23. Thân thủ giày đặc rất là nhiều. Mã số 24 này các bác này. Một giò này nó gọi là chuỗi ngọc Điện Biên nha các anh nhá. Chuỗi ngọc Điện Biên. Mã số 24 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, giò trúc Phật Bà này. Đấy, đẹp long lanh như này nhá. Mã số 25 của em có giá là 350.000. 350.000 cái trúc Phật Bà này thì giá nó rất là cao các bác, cho nên là trông như thế này thôi mà giá rất là cao. 350.000 cho mã số 25. Mã số 26 này các bác này. Một chậu chuỗi ngọc to như này nhá. 850.000. 850.000 cho mã số 26. Đấy, một chậu chuỗi ngọc Điện Biên như này nhá các bác nhá. Đây. 850.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này, một siêu phẩm này, đẹp chưa các bác? Tam bảo sắc của Lai Châu. Đấy. Cái này là nguyên bản nha các bác nhá. Nguyên bản trồng trong một cái chậu như này. Mã số 27 của em có giá là 1.300.000 nhá. 1.300.000. Cái dòng này thì hoa nó trắng tím cực kỳ thơm. Ngoài chơi hoa các bác chơi tiểu cảnh, chơi cảnh cũng rất đẹp. 1.300.000 cho mã số 27. Mã số 28 này, em lên một cái tác phẩm độc lạ dị cho các bạn nhá. Mã số 28 này. Đuôi chồn này các bác này, vừa lá nhăn vừa lá xoáy này, độc lạ dị luôn nhá. Đấy các bác nhá. Đấy, đuôi chồn. Vừa lá nhăn vừa lá xoáy. Đẹp chưa các bác? Đây này. Đấy, em quay cho các bác rõ rõ nhá. Cái dòng này nó giá nó rất là cao cho nên em phải quay rõ cho các bác, đỡ phải quay đi quay lại nhá. Đấy. Như này nhá. Vừa xoáy vừa nhăn. Đấy, như này. Mã số 27 nhá các bác nhá. Mã số 27. Chồn lá xoáy lá nhăn nhá, của em có giá là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng. Đây này các bác này. Đấy. Giá nó cao, em quay kỹ cho các bác. Một cặp lá 2 3 4 5 6. Ui, bên trên nó xoáy rất nhiều không thể nào đếm được các bác nhá. Cho mã số 27. Tiền Lai Châu. Mã số 28 này các bác này. Một chậu hoàng thảo kèn Lai Châu rất là nhiều thân nhá, hoàng thảo kèn hoa cực kỳ tím. Mã số 28, một thân, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa, sáu thân hoa, bảy thân hoa, tám thân hoa, chín thân hoa. Mã số 28 nhá.
Mã số 28 em có giá là 1.800.000 nha. Em bán 200.000 một thân. 200.000 một thân với cả mấy cái thân nhỏ nhỏ này là em không đếm đây này. Mấy thân nhỏ nhỏ này em không đếm này. 1.800.000 cho mã số 29 hoàng thảo kèn nha các bác nhá. 1.800.000 trước cái hoàng thảo kèn một thân như này toàn bán 6-700, dân người ta bán đắt kinh đi. Cho mã số 29, mã số 30 này, một tác phẩm gà cực kỳ VIP nhá, thân thủ dài đẹp. Mã số 30 đẹp chưa các bác? 1.200.000 nha. 1.200.000 cho mã số 30. Mã số 31 này, một giò trầm rừng Điện Biên tiếp này, 550.000. 550.000 cho mã số 31. Cái này nó là trầm tím rừng nhá, tím cực kỳ đẹp luôn. Mã số 32 này, một giò hạc vĩ rừng Lai Châu này, 350.000. 350.000 cho mã số 32. Đấy, hạc vĩ thuần trên cái giớn về các bác cứ treo lên, treo bừa nó cũng sống, riêng cái dòng hạc vĩ mà thuận trồng giớn như này cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này, một giò tam bảo sắc nhỏ nhỏ xinh xinh như này nhá. Đấy, mã số 33 của em có giá là 200.000 thôi. 200.000 nhỏ nhỏ xinh xinh, hoa rất là thơm, hoa trắng tím rất là thơm. Cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này, một giò kiều vàng to bự như này nhá, 600.000. 600.000 cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này, một chậu quế nhăn này, bản lá của nó chắc được khoảng gần 5 sen đấy các bác. Một chậu quế lá nhăn này. Đấy, lá nhăn nhé, đang có một cái nụ này này các bác này. Cái này là hai này. Mã số 35 có một mẹ và hai con nhá. Hai con, một con nó đang thò ra. Của em có giá là 2.300.000 nhá. 2.300.000 cho mã số 35. Mã số 36 này các bác này, một chậu kiều dè to như này nhá. Mã số 36 của em có giá là 1.000.000 nhá. 1.000.000 cho mã số 36 kiều dè. Mã số 37 này các bác này, một giò Vanda Uyên Ương nhá. Vanda Uyên Ương, cái này là hàng nguyên bản đấy, dân người ta cho vào cái đĩa dớn này, người ta trồng bên trong là khúc gỗ nguyên bản, nó cũng đã mục mục rồi, cho vào đây trồng thuần. Mã số 37 của em có giá là 220.000 nhá. 220.000 cho mã số 37. Mã số 38 này, cái này nó là gì nhỉ? Thập hoa trắng nha các bác nhá. Mã số 38 thập hoa trắng, dòng đột biến nó rất là cao nhá. Của em có giá là 2.000.000. 2.000.000 cho mã số 38. Số 38 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác. Các bác theo dõi video thì nhấn cái nút đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất nhé. Em xin chào các bác.